Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat 7145915311 5915311. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua, cảnh sát ở tại Long Island, New York đã chính thức bắt được một hung thủ, và đây có thể được gọi là một cái tên giết người hàng loạt, bởi vì cảnh sát tin rằng từ năm 2010 đó, y là thủ phạm chịu trách nhiệm cho hơn 10 người đã bị giết ở đây, mà có thể cái con số chính thức thì phía cảnh sát họ nghi ngờ là hơn 10 người, nhưng mà bây giờ đó, tính đến thời điểm này họ tìm chỉ được có 10 cái xác. Thì đây là Rex Heuermann, thưa quý vị, Heuermann 59 tuổi. Thì mọi chuyện đó là phải kể về vào tháng 12 năm 2010. Lúc đó đó là cô Shannon Gilbert này, thưa quý vị, cái cô này đó tự dưng cổ gọi đường dây 911. Cổ nói rằng cổ đang ở trong một cái căn nhà mà cổ không biết là đây là cái căn nhà nào, thì có thể là chắc bị bắt cóc hay là bị đánh thuốc mê hay sao đó, tỉnh dậy trong một căn nhà. Và cổ nói là 911 có thể nào giống như là trace cổ được hay không, giống như là lần theo cái đường dây điện thoại này để đến cứu cổ hay không, bởi vì có người đang muốn giết cổ. Và cái cuộc nói chuyện với 911 đó kéo dài suốt 23 phút, nhưng mà không biết được là lúc đó cô này cổ có bị trói hay làm sao không, cổ nói lâu như vậy nhưng mà cổ không chạy ra khỏi nhà hay sao đó. Rồi cuối cùng cái đường dây điện thoại bị ngắt. Thì khi mà gọi xin giúp đỡ như vậy đó, thì cảnh sát thật sự họ đã cử người đến cái khu vực biển Ocean Parkway, thưa quý vị. Họ đi tìm nhưng mà không tìm ra cái cô gái này. Tuy nhiên cảnh sát lúc đó là một ngày sau khi mà cô Shannon Gilbert cổ gọi đó, thì cảnh sát họ lại tìm ra được một cái thi thể nữ đầu tiên, mà sau này đó lúc mà giám nghiệm tử thi thì mới biết đó là của một cô gái tên là Melissa Bethelamy. Và khi mà tìm được một cái thi thể như thế này thì thế là cảnh sát họ mới tập trung, họ đi theo dọc cái con đường cái giống như cái đường đi bộ ở ngay bãi biển vậy đó, thưa quý vị. Thì cuối cùng trong vòng mấy ngày họ đào được một lúc 4 cái thi thể luôn, thưa quý vị. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2010 thì đó là đầu dây mối nhợ của cả một cái vụ án này, đó là do một cô gái tên là Shannon Gilbert gọi cầu cứu, nhưng mà cảnh sát không tìm thấy được Gilbert mà lại tìm thấy 4 cái thi thể vô danh. Nhưng mà sau này thì cảnh sát đều đã giống như là nhiều năm đó họ làm giám nghiệm pháp y thì họ cũng đã xác định được danh tính. Và trong suốt cái mùa hè năm 2010 đó thì cảnh sát họ vẫn tiếp tục đi tìm cái cô Gilbert đó, tại vì giống như là họ nghĩ là cổ đã gặp giống như là nguy hiểm, và cái chuyện mà phát hiện 4 thi thể ở cái khu vực này cho nên là cảnh sát nghĩ là có một cái kẻ giết người đang lởn vởn ở đây, cho nên là họ vẫn tiếp tục dùng chó nghiệp vụ đi tìm cô Gilbert. Và đến một năm sau, vào mùa xuân, thì cảnh sát lần lượt tìm thêm được 3 cái thi thể khác nữa, thưa quý vị. Tổng cộng ở cái nơi này đó, cảnh sát trong vòng 1 năm trời họ tìm được là 7 cái thi thể rồi. Đây là, và sau đó thì chó nghiệp vụ vẫn cứ được đưa đến, và có 2 cái thi thể cảnh sát nói là nó trùng khớp với lại những mẫu thi thể mà họ tìm được vào năm 2003 và năm 2000 ở một cái khu vực gọi là Manor View, cách cái Yugo Beach đó 45 phút. Và tổng cộng thì đến sau hơn 2 năm lùng sục cái khu vực này đó, thì cảnh sát tìm được 10 cái thi thể. Trong đó có 2 cái thi thể không thể xác nhận được danh tính, là của một bé gái 2 tuổi và một họ nói là một phụ nữ châu Á, nhưng mà giống như là chắc là chỉ còn xương cốt thôi, mà không xác nhận được danh tính mãi cho đến bây giờ luôn. 2 cái thi thể này không tên tuổi, cũng không có hình ảnh, và một thi thể nam không xác nhận được danh tính, còn tất cả 7 cái thi thể khác là họ đều có tên tuổi. Thì sau dựa trên những cái đặc điểm chung của những cái thi thể này và những cái bằng chứng pháp y, tất cả đều được gói, họ nói là wrap bằng những cái tấm bạc lớn, thưa quý vị. Thì giống như những cái bằng chứng pháp y trên những cái tấm bạc đó, thì cuối cùng cảnh sát họ chính thức tuyên bố là họ tin là đây là một kẻ giết người hàng loạt, bởi vì những cái thi thể nữ có một cái đặc trưng, đó là thân thể rất là nhỏ con, họ gọi là petite, và họ đều là gái mại dâm. Dạ vâng. Và trong số 7 cái cô này đó thì hết 5 cô là có màu mắt xanh hoặc là màu mắt hazel, nghĩa là cái tên này giống như đi tìm những cái người có cái đặc điểm như vậy để mà lùng giết, ngoại trừ những cái đứa nhỏ và cái người thanh niên này thì cảnh sát không biết tại sao, nhưng mà giống như là cái khoảng cách cái thi thể nó bị chôn với lại cái cách mà được wrap lại đó, thì họ nghĩ là cũng do một người giết. Thì đến năm 2020, thưa quý vị, thì phía FBI chính thức vào cuộc điều tra, bởi vì bây giờ đó là xác nhận là giết người hàng loạt rồi, cái tính chất nó nghiêm trọng, thì FBI họ đã giống như là phối hợp điều tra với lại cảnh sát ở Long Island. Và đến năm 2020 thì một cái bằng chứng giống như cái manh mối duy nhất mà cảnh sát ở đây họ đưa ra, đó là có một cái sợi dây nịt được tìm trong lúc mà 10 cái thi thể được đào ra, thì có một cái sợi dây nịt của nam giới. Khi đó cảnh sát họ đưa ra, tại vì nhìn như vậy không biết là WH hay là HM, thì họ đưa ra cho công chúng để mà giống như ai nhận diện được cái sợi dây nịt này có thể giúp cho cảnh sát dẫn đến tìm bắt hung thủ. Tuy nhiên đó là lần cuối cùng mà cảnh sát họ đưa ra được cái đầu mối cũng như là có manh mối về cái tay giết người này, đó là năm 2020. Thì tự dưng từ đó đến nay không còn nghe tin tức gì về cái vụ án này nữa. Thì cảnh sát bất ngờ vào sáng ngày hôm qua, họ nói là họ đã bắt được cái tay Rex Heuermann này. Thì được biết là Y là cư dân sống ở Long Island, thưa quý vị. Và nhà của Y cách cái Ocean Parkway, mà nơi mà tìm được 10 cái thi thể đó, chỉ có khoảng 10 phút lái xe mà thôi. Thì đến bây giờ cảnh sát họ cũng không có tin tức, không có nói là họ dựa vào đâu để mà dẫn họ đi tìm bắt được cái tay Heuermann này. Chỉ biết Y là một chủ một công ty kiến trúc, và hàng xóm ở đây nói là Y có gia đình bình thường, mỗi sáng đều đi làm, cho nên là không thấy Y có cái giống như là cái sự mà bất thường gì cả. Wow. Chúng ta sẽ còn biết thêm các chi tiết và liệu rằng Y có khai ra và hành vi giết cũng như động lực giết người của Y như thế nào. Liên quan đến Wagner Group và Prigozhin, hôm nay rất nhiều các bản tin liên quan để chúng ta lần tìm. Cho đến giờ phút này không ai biết số phận của Prigozhin ở đâu, chết hay là bị cầm tù, hay là Y đang trốn ở đâu đó. Chỉ có 3 vấn đề đó. Hình ảnh quý vị đang nhìn thấy là quân đội Nga, binh sĩ Nga, và do lực lượng Wagner, lính đánh thuê. Đây là tên Wagner trùm mặt đó, huấn luyện ở tại Belarus. Đây là hình ảnh do đài truyền hình quân đội của Nga cung cấp cho hãng thông tấn Reuters. Đây là những binh sĩ Nga, họ được đưa sang Belarus, được huấn luyện. Không biết tại sao lại phải đưa sang Belarus để được huấn luyện thay vì được huấn luyện ở tại Nga. Điều đó để cho thấy rằng lý do họ muốn tránh xa cái chiến trường ở Ukraine và Nga, và nhờ phía Belarus hỗ trợ. Đây là lực lượng đã trong nhiều tháng qua được huấn luyện. Sáng ngày hôm nay, tin tức ghi nhận được là phía Điện Kremlin, quân đội Nga đã tuyên bố rút toàn bộ binh sĩ Nga từ Belarus về lại chiến trường. Và điều này để cho thấy rằng cuộc tổng phản công của phía Ukraine càng ngày càng có ảnh hưởng. Thứ hai nữa, việc Hoa Kỳ, NATO tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và nỗ lực hỗ trợ vào cuộc tổng phản công này. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.